Sáng ngày 22 tháng 8, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục huyện Đông Triều long trọng tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2013-2014, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014-2015. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có bà Nguyễn Thị Mai, Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Trần Văn Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, các đồng chí đại diện các ban ngành đoàn thể của huyện, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, chủ tịch công đoàn ngành, lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trong toàn huyện, đại diện các giáo viên có thành tích xuất sắc trong năm học. Năm học 2013-2014 được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương, sự cộng tác giúp đỡ về vật chất tinh thần của các tổ chức chính trị xã hội, sự đồng tình ủng hộ về mọi mặt của đông đảo quần chúng nhân dân, với tinh thần chủ động tích cực và sáng tạo của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, sự nỗ lực đoàn kết nhất trí cao của tập thể cán bộ giáo viên nhân viên, ngành giáo dục và đào tạo huyện Đông Triều bội thu với nhiều thành tích mang tính đột phá ở các lĩnh vực mới, nội dung mới trong giáo dục. Quy mô trường lớp ở các cấp học được tiếp tục củng cố và phát triển đa dạng về loại hình, cơ sở vật chất ở các trường học ngày càng khang trang, số trường học kiên cố, cao tầng tạo ra sự thay đổi lớn về môi trường, cảnh quan trường học và trang thiết bị theo hướng đổi mới hiện đại, trường đạt chuẩn quốc gia ngày càng tăng nhanh, chất lượng dạy và học ổn định có nhiều chuyển biến, thể hiện rõ nhất là phong trào thi đua đổi mới phương pháp dạy và học, hàng năm tỷ lệ học sinh khá giỏi ngày một tăng, kết thúc năm học 2013-2014, cấp tiểu học tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt 80%, cấp trung học cơ sở tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt 60%. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, chúc mừng những thành tích mà ngành giáo dục và đào tạo Đông Triều đã đạt được trong năm học 2013-2014. Biểu dương nỗ lực của các thầy giáo, cô giáo, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể đã tạo điều kiện cho giáo dục Đông Triều phát triển. Đồng thời, đồng chí cũng mong muốn ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục có những giải pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về giáo dục theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh và nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đông Triều lần thứ 23.